Ok, hello anh em, thêm hai chiếc nữa nha anh em. 4,5 DI máy Thái về Hải Dương với một con 60 về Hải Phòng. DI bếp kim nha anh em. Máy bãi con này em giao về Hải Dương cho khách. Con này giao về Hải Dương cho khách. Bốn gửi DI bếp kim nha, máy Thái. Hai con này ra miền Bắc nha anh em, một con 60 máy đẹp về ngoài Hải Phòng. Con này là máy từ đầu tới đích là còn nguyên zin hết, không có dặm sơn gì luôn nha. Con này là máy là khách mua không có vô coi luôn nha anh em, giao về Hải Phòng. Chú chuyển tiền đều đủ máy làm giao ra luôn, không có cần coi. Máy từ đầu tới đích là còn nguyên zin. Nãy mới giao chiếc 50 nha anh em, giờ thêm cặp nữa. Con Hải Phòng, con Hải Dương. Này máy Việt nha, Việt 2017. Không hết rồi. Cái đó để chiến sau đây, còn chiến nữa. Còn chiếc 4018 về Ninh Bình nữa. Con máy Việt, con máy Thái anh em. Con 4,5 DI này giao về Hải Dương, còn 60 này về Hải Phòng. Giáp ranh nhau luôn. Rồi được rồi, hết rồi, hết đó. Nay giao 3-4 chiếc nha anh em. Vừa đủ luôn. Phụ kìa, phụ cầu giùm ơi. Anh em nào cần máy calo nha, máy thì còn rất nhiều. 34 đến 6040 là có đủ hết. Anh em nào quan tâm máy cài liên hệ em nha. Số điện thoại là 0563 1689 nha anh em. Rồi, chào mừng anh em.